Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình review một cái video rất là đặc biệt cho những anh em nào ở khu vực miền Tây nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Thì trên cái màn hình của mọi người đó, đó là một cái đại lý của Titan, đó là chỗ cái bảng hiệu là Quỳnh Phương, đó là Tân Giang. Thì đây là một cái đại lý chính thức tại Cà Mau của Titan, có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người. Cái thứ hai nữa là tất cả những quý khách hàng nào mà quan tâm đến Titan mà ở xa không đến trực tiếp từ công ty mua được thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đó là cho bạn Giang. Số điện thoại là 0973 800 818. Thì cái địa chỉ là 223 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau. Thì nằm trên đường quốc lộ 1A gần sân bay, đường lên sân bay á mọi người. Cà Mau mình chạy lên đường sân bay á, lên Bạc Liêu á. Thì cái địa chỉ đó là 223. Thì tất cả những sản phẩm của Titan đều chỗ Quỳnh Phương này, Ado này cung cấp là đúng 100% của chính hãng Titan tại thành phố Cà Mau. Tất cả những anh em sử dụng thiết bị lo Titan và những cái thiết bị khác đều có thể được tư vấn chi tiết hơn. Anh em nào ở khu vực cứ liên hệ trực tiếp cho chỗ mà bạn Giang, đó là cái bảng hiệu là Quỳnh Phương Audio. Đó, đại lý Titan tại Cà Mau. Thì Cà Mau chỉ có một duy nhất là một cái đại lý của Titan nằm ngay trong thành phố Cà Mau ở phường 6 nha mọi người. Đặc biệt mình review sơ lược về một cái kỹ thuật của chỗ mà Quỳnh Phương Audio, đó là bạn Giang. Thì bạn Giang đó là học một khóa điện tử có căn bản có bậc 4.7 về điện tử, nên anh em nào mà có cần tư vấn về cái điện tử nói về hệ thống âm thanh thì bạn Giang nắm rất là rõ về lý thuyết. Đó. Thì anh em nếu mà muốn được trải nghiệm sản phẩm của Titan, được tư vấn chi tiết từ điện tử đến kỹ thuật setup thì bạn Giang làm rất tốt. Hiện tại thì chỗ mà Quỳnh Phương, chỗ là bạn Giang đó mọi người, thì anh em thường thường đó là lấy cái tên bạn Giang lúc đầu tiên là lấy cái tên Quỳnh Phương nên nó là mang cái danh luôn. Thì tên Giang mà đi đâu người ta kêu anh Phương ơi, anh Phương ơi. Đó, đó là một cái tên của chắc đứa con của bạn Giang. Anh em nào mà đã đang sử dụng những model loa Titan cần sự hỗ trợ, thứ nhất là về sự cố vận hành bị sai hoặc là bị sự cố gì đó, anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại là 0973 800 818. Trực tiếp số này là số Zalo. Zalo. Nếu mà anh em nào mà muốn hỗ trợ setup hoặc là vấn đề về những cái kỹ thuật khi vận hành không hiểu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến bạn Giang. Thì hiện tại thì bên Kiên Giang á, thì chưa có đại lý, thì hiện tại là bạn Giang đã nắm được hai cái khu vực, đó là Cà Mau. Cà Mau tất cả những huyện, những xã hay là lân cận hoặc bên Kiên Giang, thì Kiên Giang từ qua Cà Mau thì cũng hơn 100 cây, thì bạn Giang cũng sẵn sàng đến tận nơi bàn giao và setup cho tất cả mọi người. Rồi cái đặc biệt nữa là một khi mà anh em nào gặp sự cố gấp không có bạn Giang hỗ trợ được, anh em có thể gọi trực tiếp về số hotline của công ty. Thì hiện tại thì số hotline nữa là mình đọc cho mọi người luôn, số hotline này là số này là mọi người gặp sự cố về vấn đề anh em khi đi làm
Thì anh em gọi trực tiếp về số hotline của công ty Titan Đồng Nai là 0967 839 446. Anh em gọi trực tiếp số này, cũng có số Zalo. Thì anh em có thể gọi trực tiếp để mình hỗ trợ, kỹ thuật hỗ trợ cho tất cả mọi người, để mọi người xử lý được tình huống, tình huống. Và đặc biệt chỗ Quỳnh Phương Audio này chỉ bán hàng Titan chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện của công ty cung cấp, nên anh em cứ an tâm, an tâm. Và đặc biệt đại lý Titan Cà Mau là chỗ Quỳnh Phương có bán trả góp cho tất cả những anh em nào hồ sơ tốt, có thể lên đến từ 30 đến 40 triệu trên một. Ví dụ mình mua mua cặp loa 26 triệu, mình trả góp mua 30 triệu, tức là mình không bỏ ra bất cứ 1.000 nào hết, mình có thể mua một cặp loa và mình dư được 4 triệu bỏ túi đem về. Mua bia mua mồi gỡ cặp loa luôn. Hàng tháng anh em làm anh em gỡ lại từ từ, đó là mình nói vui thôi, nhưng thật sự là nói là như vậy mọi người. Có thể mọi người tính được cái phần kinh doanh của mình, kinh doanh của mình đó là mình có mối quan hệ nhiều và những khách hàng có nhu cầu, có nhu cầu để thuê em Thanh, để thuê em Thanh để mình đi làm những cái tiệc, mình lấy tiền. Khi anh em đã có một cái bộ âm thanh tầm vài chục triệu thôi làm hát karaoke trước, và anh em nào có được cái mối quan hệ rộng mà lãnh số lớn thì anh em đầu tư cho mạnh lên, thì tất cả khi combo thì được bảo hành 1 năm, bảo trì vĩnh viễn. Khi nào còn cái thương hiệu Titan thì khi đó là anh em được bảo trì mãi mãi. Cho nên biết một cái công ty sản xuất lo thì mỗi ngày một phát triển, thì anh em nhìn thấy là đó là một cái sự nỗ lực của tất cả những anh em kỹ thuật và những anh em đại lý của tất cả cả nước. Nên anh em cứ an tâm đi, một thương hiệu đã có thị trường thứ nhất là không dưới 5 năm, 5 năm, 5 năm, nên anh em cứ an tâm mà sử dụng chính hãng. Thứ nhất, chính hãng là được quyền lợi là chăm sóc cho anh em trên cái đời thời gian dài, và hậu mãi anh em rất tốt. Tất cả những đại lý của Titan thì anh em cũng biết là hiện tại thì cũng còn không có nhiều, nhưng đó là những anh em đi cùng chiếc thuyền là đi đến 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 cùng. Tất cả những gì Titan mang đến cho tất cả mọi người thì mọi người cũng có một cái nhìn thấy, đó là khâu chăm sóc cực kỳ tốt cho tất cả mọi người. Và những anh em đại lý ở khu vực lân cận của Titan thì hiện tại thì mình sẽ làm những cái video review cho từng người, từng người, từng người, và có đầy đủ chốt lại là những anh em nào chính thức còn là đại lý của Titan thì anh em đó anh em có thể tự tự tin, tự tin và đặt niềm tin vào cái đại lý đó. Khi một đại lý nó không có trách nhiệm đến cái sản phẩm mình cung cấp thì công ty có trách nhiệm, tại vì công ty đã tin tưởng đại lý đó mới công bố tất cả những gì cho đại lý đó ở khu vực, nên em cứ an tâm. Đại lý không chăm sóc tốt cho tất cả những khách hàng là có công ty đứng ra chăm sóc tốt, anh em cứ an tâm. Bây giờ rất là dễ, thần nghệ 4.0 rồi, công nghệ 4.0, nên cái người gần gũi nhất của tất cả khách hàng đó là anh shipper, shipper mãi đỉnh. Ví dụ shipper cũng có rất là nhiều, rất là nhiều giao hàng tiết kiệm có này, việc theo bưu điện hoặc là giao hàng nhanh rất là nhiều, nên anh em cứ an tâm. Anh shipper này không là việc tốt thì có anh shipper khác, đúng không? Đại lý nào đi theo lâu dài cùng với công ty thì đại lý đó được hưởng một cái hậu mãi rất tốt. Và khi đại lý đó nếu mà không còn làm nữa, không còn làm nữa, ví dụ không làm nữa, thì anh shipper đó là người thân cận nhất, tốt nhất, và mối đi giao hàng ví dụ gặp sự cố phần cứng thì anh shipper có thể tự tự đến nhà của anh em lấy hàng về công ty và bàn giao tới tận tay cho tất cả mọi người. Chỉ cần anh em gói hàng ok xong, chụp cái món hàng đó và cân ký nó và đưa cái địa chỉ kỹ thuật
bên công ty có bên phần giao hàng có trách nhiệm là lấy hàng đó về bằng shipper, lên đơn xong shipper đến tận tay của khách hàng lấy cục hàng đó về. Đó. Thì gặp sự cố nếu mà trong cái thời gian mà bảo hành á, thì bảo hành sản phẩm miễn phí, còn nhưng là khách hàng đó là phải tốn cái tiền vận chuyển, tiền phí ship. Nếu mà cái sản phẩm đó trong vòng 1 tháng thì công ty sẽ hỗ trợ tiếp cái phần phí. Tất cả những sản phẩm công ty cung cấp đều có bảo hành và bảo trì rất chi tiết lúc ban đầu, nên anh em cứ an tâm. Và cái video này chốt lại là công ty muốn công bố chính thức đại lý Quỳnh Phương Audio, đó là bạn Giang, đại lý Titan độc quyền tại Cà Mau, có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người. Số điện thoại là 0973 800 818, địa chỉ là 223 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau. Rồi, anh em nào quan tâm đến sản phẩm và những cái hậu mãi và cái những cái tư vấn về anh em một cái hệ thống âm thanh đồng bộ Titan và DB của TIT, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bạn Giang nếu ở gần. Đó, đây là Facebook của bạn Giang, đó là họ tên là Đỗ Trường Giang, Trường Giang. Nên anh em nào mà quan tâm đến Titan ở khu vực Cà Mau và lân cận, em có thể liên hệ trực tiếp cho bạn Giang. Tất cả những sản phẩm của công ty đều có đầy đủ tất cả các mã hàng, không phải chờ đợi bất cứ một cái model nào hết. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và em hết video. Chúc anh em được tư vấn và tìm hiểu về Titan. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cái video đại lý tiếp theo.